Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụ Music. 3 tiêu chí cần thiết dành cho bé khi tập chơi đàn đó là kích thước và trọng lượng vừa phải, trang bị những tính năng đơn giản cần thiết dành cho trẻ và mức giá hợp lý. Tất cả những tiêu chí trên đều có trong hai model organ Kidman K150, K300S cùng piano điện Artesia Performer. Hôm nay sẽ lên đường đến đại lý tại Phú Nhuận 3, quận 6. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Cây K150 được đưa lên xe, ràng dây bảo vệ chu đáo, rất cẩn thận. Trong chuyến đi sẽ có 20 cây K150 được dán đầy đủ thông tin khách hàng, giảm sai sót khi đến đại lý do số lượng nhiều. Đây là model chỉ hơn 2 triệu nhưng K150 sở hữu chức năng sustain để tạo độ vang khi chơi piano, giá rất ngon cho các bé mới tập chơi đàn. Tiếp đến là 10 cây Kidman K300S chỉ hơn 5 triệu nhưng đã có big band và modulation làm rung âm sắc, giúp bạn chơi các bản nhạc dân ca hay hơn. Còn có nóc xoay chỉnh điệu và tiếng nhanh rất tiện lợi. Cuối cùng sẽ là chuyến hàng 4 cây Artesia Performer về quận 6 cùng với phụ kiện bao đàn cao cấp. Đây là mẫu piano điện giá chỉ 5 triệu, ngon nhất phân khúc tầm trung đến từ Mỹ mà ba mẹ nên mua cho bé. Và buổi giao số lượng lớn organ Kidman và piano Artesia siêu hoành tráng đến với đại lý tại Phú Nhuận và quận 6 của team Minh Phụng Music đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu nhạc cụ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.